trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Chiến dịch tranh cử của ông Trump bị tấn công Cuộc đua nảy lửa giữa ông Trump và bà Harris tại miền Tây nước Mỹ Phương Tây âm thầm hỗ trợ Ukraine tấn công vùng quốc của Nga Israel tuyên bố loại bỏ 20 chiến binh Palestine trong vụ không kích. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump vừa xác nhận một số trao đổi nội bộ của họ đã bị tin tặc tấn công, cho thấy đây là vụ xâm phạm an ninh đáng kể Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, vài giờ sau khi Politico cho biết đã nhận được tài liệu, chiến dịch tranh cử của ông Trump xác nhận, họ đã bị tấn công hệ thống email và cáo buộc Iran gây ra. Người phát ngôn Steve Cheum của ông Trump nói với NBC News, người Iran biết rằng ông Trump sẽ chấm dứt chế độ của họ, giống như những gì ông đã làm trong 4 năm đầu tiên tại Nhà Trắng. Bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc cơ quan báo chí nào đăng tài liệu hoặc thông tin liên lạc nội bộ đều là hành vi làm theo chỉ đạo từ đối thủ của nước Mỹ và thực hiện những gì họ muốn. Ông này nhấn mạnh, những tài liệu này được lấy bất hợp pháp từ nhiều nguồn nước ngoài nhằm mục đích can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và gieo rắc sự hỗn loạn trong suốt quá trình vận động bầu cử. Politico đưa tin, email sử dụng bí danh Robert bắt đầu gửi tài liệu nội bộ chiến dịch tranh cử của ông Trump vào ngày 22 tháng 7. Trong số các tài liệu bị dò dỉ, có báo cáo dài 271 trang với tiêu đề Những điểm yếu tiềm tàng, trong đó nêu chi tiết về những điều được đánh giá là điểm yếu của ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa. James David Vance cùng bộ tài liệu khác liên quan đến thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio. Ông Steve Chung cũng tiết lộ thêm, hồi tháng 6, báo cáo của Microsoft cũng phát hiện nhóm tin tặc Iran đột nhập vào tài khoản quan chức cấp cao thuộc nhóm chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ, trùng thời điểm ông Trump lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống. Cụ thể, những tin tặc bị cáo buộc có quan hệ với chính phủ Iran gửi email lừa đảo đến quan chức cấp cao thuộc nhóm chiến dịch tranh cử tổng thống từ tài khoản email bị xâm phạm của cựu cố vấn cấp cao, người phát ngôn của ông Donald Trump nói, người Iran đều biết ông Donald Trump sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại đây như những gì ông đã làm trong 4 năm đầu tiên tại Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump chưa đưa ra bằng chứng trực tiếp về vụ tấn công mạng bị cáo buộc. Trong khi đó, người phát ngôn của Microsoft cũng từ chối nêu tên các quan chức bị nhắm mục tiêu hoặc cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi báo cáo được công bố. Trước đó, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ mà Iran không can thiệp. Sau vụ ám sát hụt ông Trump bất thành vào tháng 7 năm 2024, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm có liên quan đến Iran, đài CNN nói rằng Mỹ có thông tin tình báo về âm mưu của Iran chống ông Trump. Tehran đã phủ nhận những cáo buộc này. Mới đây nhất, Bộ Tư pháp Mỹ lại vừa công bố danh tính người đàn ông Pakistan bị cáo buộc có quan hệ với Iran, âm mưu thực hiện vụ ám sát chính trị trên đất Mỹ. Theo đơn khiếu nại hình sự, Ashim Merchan, 46 tuổi, cố gắng tuyển dụng người dân Mỹ để thực hiện âm mưu trả thù cho vụ Mỹ sát hại Qasem Soleimani, chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào năm 2020. Theo một quan chức Mỹ, thời điểm đó, nhiều nhà điều tra FBI tin rằng ông Donald Trump chính là người phê duyệt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào ông Soleimani. Khi còn đương chức, có thể nói quan hệ giữa ông Trump và Iran không mấy tốt đẹp. Khi ngày bầu cử tổng thống chỉ còn cách 3 tháng nữa, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris và đội ngũ của mình đã tích cực thực hiện các chương trình vận động tranh cử với 6 điểm đến chỉ riêng trong 7 ngày gần đây. Trong khi đó, đối thủ của bà là ông Donald Trump, đại diện Đảng Cộng Hòa, dường như có lịch trình nhẹ nhàng hơn. Mật độ là khoảng từ 4 đến 5 ngày, ông và đội ngũ mới thực hiện một cuộc vận động. Tính từ giữa tháng 7, khi đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa kết thúc đến nay, đội vận động tranh cử của ông Trump mới đến 5 địa điểm. Sau khi dừng chân ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, bà Harris và người đồng hành tranh cử ông Tim Hans đã phát biểu tại một sân vận động chật kín người ở Arizona đây là một bang đa dạng về chủng tộc dọc biên giới mỹ và mexico nên không quá bất ngờ khi bài phát biểu của bà harris tập trung vào điểm nóng là vấn đề người nhập cư đồng thời lồng ghép các nội dung phản đối chính sách nhập cư của ông Donald Trump bà cho rằng ông trump không muốn giải quyết vấn đề này dù nói nhiều về an ninh biên giới nhưng cựu tổng thống mỹ đã không hành động bà harris cũng đã trích dẫn một đề xuất nhập cư quan trọng gần như đã được quốc hội thông qua sau nhiều tháng đàm phán lưỡng đảng nhưng cuối cùng rơi vào bế tắc sau khi ông Trump lên tiếng phản đối vào đầu năm nay. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khẳng định sẽ ký dự luật nếu trở thành Tổng thống. Bà đề xuất cải cách toàn diện hệ thống nhập cư quốc gia, trong đó có tăng cường an ninh biên giới chặt chẽ và đảm bảo quyền lợi cho người dân Mỹ. Trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua bầu cử Mỹ năm 2024, ông Donald Trump dường như có nhiều cơ hội trở lại Nhà Trắng hơn. Tuy nhiên, kể từ khi thay thế ông Biden trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, sau khi ông tuyên bố rút lui, Bà Harris và các cộng sự đã đạt được những bước tiến lớn. Sự trỗi dậy của bà Harris được cho là khiến đội ngũ của ông Trump bối rối. Hai ứng cử viên sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình ABC News vào ngày 10 tháng 9. Sau bang Arizona, bà Harris cùng các cộng sự sẽ đến bang Nevada lần cận. Trung tâm nghiên cứu chính trị phi đảng phái Cook Political Report vừa qua đã công bố kết quả khảo sát cho thấy có sự chuyển đổi động lực trong cuộc đua tại hai bang này, từ thiên về Cộng Hòa sang 50-50. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa vận động tranh cử tại thành phố Glendale ở bang chiến địa Arizona ở miền Tây nước Mỹ, nơi Tổng thống Joe Biden thắng xích sao ông Donald Trump vào năm 2020. Tại Glendale, đám đông hơn 15.000 người tham dự buổi meeting của bà Harris vừa qua. Trong đó có một số người ủng hộ Palestine đã ngắt lời bà trong bối cảnh một số cử tri bất đồng với Phó Tổng thống về sự ủng hộ đối với Israel. Đáp lại bà Harris cho biết, bà và Tổng thống đang làm việc suốt ngày đêm để đạt thỏa thuận ngừng bắn và đưa các con tin trở về. Do đó, bà tôn trọng tiếng nói của mọi người. Trong bài phát biểu, bà chỉ trích gây gắt và cho rằng ông Trump không muốn giải quyết vấn đề nhập cư lậu mà chỉ muốn lợi dụng vấn đề đó trong chiêu trò của mình. Cũng tại miền Tây nước Mỹ, ông Trump vận động ở thị trấn Bozeman, Montana với một góc độ chiến lược khác. Ông Trump phát biểu muộn hơn khoảng một tiếng rưỡi so với dự kiến sau khi máy bay của ông chuyển hướng đến một sân bay khác của Montana do sự cố kỹ thuật. Sau Montana, ông Trump đến vận động tại bang chiến địa Georgia, phía đông nam nước Mỹ, còn bà Harris tiếp tục vận động ở miền Tây tại bang Nevada. Mặc dù bắt đầu tranh cử ở thời điểm muộn, song bà Harris đã nhanh chóng tổ chức một loạt cuộc meeting kêu gọi người ủng hộ, gây quỹ vận động tranh cử ở mức kỷ lục và vượt qua đối thủ là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Trong cuộc thăm dò riêng biệt, hãng Ipsos ghi nhận bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 42% so với 40% ở 7 bang có tỷ lệ phiếu bầu sít sao nhất hồi năm 2020 là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trong diễn biến liên quan, ông Donald Trump vừa qua tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với đối thủ Kamala Harris của Đảng Dân chủ ba lần trong tháng 9 tới trên các nền tảng truyền hình khác nhau. Phát biểu họp báo tại tư dinh ở Palm Beach, bang Florida, cựu tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày mùng 4 tháng 9 trên kênh truyền hình Fox News ngày mùng 10 tháng 9, trên đài NBC News và ngày 25 tháng 9 trên đài ABC News. Tuy nhiên ông không đưa ra các điều khoản cụ thể, chẳng hạn như liệu có khán giả hay không và không rõ liệu đội ngũ vận động tranh cử của ông có đưa ra đề xuất gì với phe của bà Harris hay không. Cuộc họp báo nêu trên là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Trump kể từ khi Phó tổng thống Harris công bố quyết định lựa chọn thống đốc bang Minnesota, Tim Walz làm người đồng hành tranh cử với bà. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực phía Tây Kursk. Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng bom nhiệt áp, còn gọi là bom chân không. Áp suất từ luồng khí cực nóng của quả bom có khả năng làm bốc hơi cơ thể con người. Theo bộ trên, các biện pháp được công bố cho Kursk và các khu vực lân cận Belgorod và Bryansk giáp biên giới với Ukraine cho phép chính phủ di rời cư dân, kiểm soát liên lạc điện thoại và trưng dụng xe cộ. Hãng thông tấn TASS đưa tin, có tới 76.000 người được sơ tán khỏi khu vực Kursk. Các quan chức Kiev chưa bình luận về chiến dịch táo bạo của Ukraine tại đây. Theo AFP, nhiều tiếng nổ đã vang lên ngay trong đêm ở trung tâm và phía đông thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi lực lượng không quân Ukraine cho biết hai tên lửa của Nga đang hướng về thành phố này. Còi báo động không kích đã vang lên ở thủ đô Kiev và có thể nhìn thấy ít nhất hai tia chớp trên bầu trời đêm. Chính quyền thành phố Kiev thông báo trên Telegram rằng hệ thống phòng không của thành phố đã được kích hoạt. Trong khi đó, lực lượng không quân Ukraine cho biết Năm khu vực khác cũng bị thiết bị bay không người lái tấn công. Nhiều người Ukraina ngày càng lo ngại trong những ngày gần đây rằng Moscow có thể tiến hành các cuộc không kích để đáp trả cuộc tấn công gần đây của Ukraina vào lãnh thổ Nga. Trước đó vào tháng 3, Nga cũng đã dùng bom nhiệt áp ODAB 1500 có sức tàn phá lớn trong một cuộc tấn công chính xác từ trên không nhằm vào địa điểm triển khai của nhóm Kraken, đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraina, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu tới 300 binh sĩ. Tiếp đó vào tháng 5, Nga tiếp tục công bố video sử dụng bom nhiệt áp ODAB-1500, tập kích khu nhà, nghi là điểm tập kết đơn vị drone và chỉ điểm tiền phương của Ukraine ở Bokchansk. Trong video, UAV Nga theo dõi khu nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố Bokchansk trước khi quả bom ODAB-1500 lao xuống vị trí giữa hai tòa nhà và phát nổ. Vụ nổ dữ dội bao trùm một phần khu vực mục tiêu, đồng thời tạo ra cột khói lớn và sóng xung kích lan rộng ra xung quanh. Một tài khoản Oriot of North, chuyên đăng tư liệu về cánh quân Bắc của Nga đang tham chiến tại mặt trận Kharkov thời điểm đó cho hay, đòn đánh chính xác khiến lực lượng đối phương không còn cơ hội sống sót. Vũ khí nhiệt áp, thermobaric weapon còn được gọi là bom chân không, vacuum bomb hoặc bom khí dung. Vũ khí nhiệt áp gây tranh cãi vì chúng có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với các loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường và có tác động khủng khiếp đến bất kỳ ai nằm trong bán kính vụ nổ. Loại vũ khí này thường được phóng dưới dạng rocket hoặc thả dưới dạng bom từ máy bay. Nó hoạt động với hai giai đoạn. Ông David Johnson đại tá lục quân Mỹ đã phải hưu và là nhà nghiên cứu tại Rand Corporation nhận định đây là loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp. Hãy tưởng tượng, vũ khí này được đưa vào một không gian kín thì không có gì có thể tồn tại trong không gian đó. Nếu bạn không chết ngay lập tức thì áp lực sẽ làm vỡ nội tạng của bạn. Nó thực sự khủng khiếp. Ông Johnson nói, vũ khí này có thể gây chết chóc cho bất kỳ người nào ở gần. Nạn nhân có thể thiệt mạng do vụ nổ hoặc do sóng xung kích đi kèm và chân không và có thể bị vỡ phổi khu vực Belgorod của Nga đã liên tục bị Ukraine tấn công trong bối cảnh xung đột hai nước đã bước sang năm thứ ba. Thủ phủ của tỉnh Belgorod là thành phố Belgorod, có dân số khoảng 340.000 người, chỉ cách biên giới 40 km về phía đông. Vị trí này khiến nơi đây trở thành mục tiêu dễ dàng của pháo binh Ukraine. Newsweek dẫn các hình ảnh video chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cho thấy một nhóm binh sĩ được cho là thuộc lực lượng vũ trang Ukraine xuất hiện ở khu vực phía bắc tỉnh Belgorod của Nga. Một video cho thấy 5 người mặc quân phục và mang theo cờ Ukraine. Một trong số đó nói rằng họ đang ở làng Poros, cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 2 km và cách thành phố Sút tỉnh Kursk của Nga khoảng 100 km về phía nam. Một người lính nói trước ống kính và đứng trước một tấm biển có dòng chữ Câu lạc bộ nông thôn Poros rằng tiểu đoàn 252 đang ở khu định cư Poros ở vùng Bengorod. Vinh quang cho Ukraine, vinh quang cho tiểu đoàn 252. Những người dùng mạng xã hội khác đã chia sẻ video và cho rằng đây là một cuộc đột kích khác của Kiev tại khu vực biên giới Nga. Báo Kiev Post của Ukraine cũng bình luận, dường như chưa hài lòng với cuộc đột kích Kursk, quân đội Ukraine được cho là đã bắt đầu tiến vào Belgorod. Tuy nhiên, đoạn video chưa được xác thực, Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận. Vào tháng 5, thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, thành phố Belgorod nói riêng và vùng Belgorod nói chung đã phải hứng chịu đợt pháo kích lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông Gladkov, quân đội Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào thị trấn Sebekino và làm hư hại hai cơ sở công nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó đã thông báo trên Telegram rằng lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ hai tên lửa chiến thuật tochka u mà quân đội Ukraine phóng trong đêm nhằm vào Bengorod, cũng như ba máy bay không người lái UAV của Ukraine trên vùng Bryansk, hai UAV trên vùng Lipetsk và một UAV ở vùng Volgograd. Các quan chức Kiev cho biết Cuộc tấn công của họ không nhằm vào dân thường mà nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của Nga, nhằm làm suy yếu kế hoạch quân sự của Moscow và đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tiếp đó vào tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 30 máy bay không người lái drone của Ukraine qua đêm ở khu vực này. Thống đốc Vyacheslav Glaskov cũng thông tin nhiều người thiệt mạng và bị thương cùng hàng loạt tòa nhà và xe hơi bị hư hại trong nhiều cuộc không kích của Ukraine nhằm vào Belgorod, vùng giáp Ukraine. Báo The Kiev Independent của Ukraine bình luận, các báo cáo về các cuộc không kích nhằm vào Belgorod xuất hiện thường xuyên hơn trong những tháng gần đây. Belgorod là vùng giáp với các tỉnh Sumy, Kharkov và Lugansk của Ukraine. Theo hãng tin AFP, trong lúc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, các lực lượng Ukraine đã thường xuyên tấn công các vùng của Nga và những phần lãnh thổ mà Nga kiểm soát nhằm trả đũa các cuộc bắn phá vào lãnh thổ của mình. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kursk trong cuộc tấn công lớn nhất của họ vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Bộ Quốc phòng Nga ước tính vào thời điểm đó rằng lực lượng tấn công của Ukraine bao gồm tới 1.000 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép, bao gồm một số xe do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, Fox tuyên bố rằng cuộc tấn công có sự tham gia của ít nhất 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có tới 2.000 binh sĩ, bao gồm một số đơn vị được trang bị tốt nhất trong quân đội Ukraine. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga tư lệnh lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apti Alodinov khẳng định trong tuyên bố mới nhất. Cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, và khu vực Kursk được chỉ huy từ tổng hành dinh của NATO. Ông nói, hiện tại, từ những thông tin chúng tôi ghi nhận được, có rất nhiều người Pháp, Ba Lan, tức là rất nhiều người nước ngoài tại khu vực chiến sự. Tất nhiên phải nói rằng, hoạt động này được chỉ đạo từ trụ sở chính của NATO. Đây là một câu hỏi rõ ràng, bởi vì bản thân người Ukraine khó có thể lập kế hoạch và tiến hành hoạt động tấn công như vậy. Trong khi đó, kênh Short Telegram đưa tin, lính tư nhân Canada tham gia vào các trận chiến ở biên giới với khu vực Kursk của Nga. Lữ đoàn Canada-Ukraine đang chiến đấu cùng với quân đoàn Georgia, tổng cộng có 300 chiến binh. Politico đưa tin một số nước ủng hộ phương Tây của Ukraine, những nước trước đây từng lên tiếng lo ngại về sự gia tăng trong cuộc xung đột, đã bật đèn xanh cho cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang gây sức ép buộc Kiev phải nới lỏng. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, Markus Faber đã nói rằng ông không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất trên đất Nga. Bình luận của ông được đưa ra sau khi tờ Bill đưa tin rằng xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức đang được sử dụng ở vùng Kursk. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên xe tăng Đức hoạt động trong khu vực kể từ cuộc đụng độ xe tăng khổng lồ giữa lực lượng Liên Xô và Đức Quốc xã tại trận chiến Kursk vào tháng 7 năm 1943. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết EU hoàn toàn ủng hộ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc tự vệ bao gồm bằng cách tấn công kẻ xâm lược trên lãnh thổ của mình. Lầu Năm Góc cũng đồng tình với quan điểm này, nói rằng họ không có vấn đề gì với hoạt động này. Người phát ngôn Sabrina Singh cho biết, nó phù hợp với chính sách của chúng tôi. Trước tình hình trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất khi xâm nhập vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Putin nói rằng lực lượng Ukraine đã bắn nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa vào các tòa nhà dân sự, các khu dân cư và xe cứu thương. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, ông cũng đã liên lạc với quyền thống đốc Alexey Smirnov và đã cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền tỉnh Kursk để giúp giải quyết tình trạng khẩn cấp. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Moscow mở rộng hoạt động quân sự ở Ukraine sau 3 năm kể từ khi chiến dịch này bắt đầu. Ông Medvedev viết trên Telegram, kể từ thời điểm này, kế hoạch quân sự phải rõ ràng là hoạt động ngoài lãnh thổ. Chúng ta có thể và nên tiến sâu hơn vào Ukraine hướng tới Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, hướng tới Kiev và hơn thế nữa, không nên có giới hạn nào về biên giới được công nhận. Ông Medvedev kêu gọi Moscow cần rút ra bài học từ sự kiện này. Ông nhấn mạnh, chúng ta cần rút ra bài học nghiêm túc từ những gì đã xảy ra và thực hiện những gì mà Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã cam kết với Tổng tư lệnh tối cao là kiên quyết đánh bại và đè bẹp đối phương. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc rằng cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Kursk đang được Ukraine sử dụng như một bức bình phong nhằm kéo dài cuộc huy động quân chết chóc. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Sosani cho biết, có khoảng 20 chiến binh của phong trào Hamas và thánh chiến Hồi giáo, PEG, đang hoạt động tại một trường học ở thành phố Gaza khi bị không quân nước này tấn công cùng ngày. Trung tá Sosani đã đăng tải trên mạng xã hội X, bên trong khu phức hợp và nhà thờ Hồi giáo bị tấn công là một cơ sở quân sự đang hoạt động của Hamas và PEG. Người phát ngôn quân đội Israel nói thêm rằng số liệu thương vong do văn phòng truyền thông của Hamas đưa ra không phù hợp với thông tin của lực lượng phòng vệ Israel, IDF. Theo ông Sosani, IDF đã sử dụng các loại đạn có độ chính xác cao trong vụ tấn công. Trước đó, Hamas thông báo cuộc không kích của Israel vào một trường học vào sáng sớm cùng ngày đã khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo hãng tin Reuters, Video từ hiện trường đã cho thấy nhiều cảnh tượng kinh hoàng sau vụ việc. Văn phòng truyền thông do phong trào Hồi giáo Hamas điều hành cho biết, cuộc không kích của Israel xảy ra vào thời điểm những người trú ẩn tại trường học đang cầu nguyện lúc dạng sáng, dẫn đến nhiều thương vong. Ông Mahmoud Bassan, người phát ngôn cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết, cho đến nay đã có nhiều người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và 6 phụ nữ, có những thi thể chưa xác định được danh tính. Ông Bassan thông tin, khoảng 350 gia đình đã trú ẩn tại khu phức hợp nói trên đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, EU, Joseph Borrell đã bày tỏ sự kinh hoàng trước cuộc tấn công trên. Ông Borrell viết trên X, kinh hoàng trước hình ảnh từ một trường học dùng để trú ẩn ở Gaza bị Israel tấn công với hàng chục nạn nhân Palestine được cho là đã thiệt mạng. Ít nhất 10 trường học đã bị nhắm mục tiêu trong những tuần qua, không có lý lẽ bảo chữa nào cho những vụ thảm sát này. Trong các cuộc tấn công tương tự trước đây nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, quân đội Israel đã đổ lỗi cho Hamas về việc gây nguy hiểm cho dân thường. Israel cáo buộc Hamas hoạt động trong các khu dân cư đông đúc, trường học và bệnh viện, sử dụng những nơi này làm vỏ bọc. Tuy nhiên Hamas phủ nhận điều này. Mới đây, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh mới Yahya Sinwa. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam Abu Ubaida khẳng định rằng lực lượng này sẵn sàng thực hiện các quyết định được ông Sinwa đưa ra. Ông Sinwa được bổ nhiệm làm thủ lĩnh chính trị mới của Hamas sau vụ thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào này bị ám sát tại thủ đô Tehran. Hiện chưa rõ tung tích của nhân vật này, ông Sinwa đã hoạt động bí mật trong 10 tháng qua kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra. Giới chức Israel tin rằng ông Sinwa, người bị chính quyền Tel Aviv coi là nhân vật chủ mưu vụ tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn do Hamas xây dựng. Ông jahi Sinwa, sinh năm 1962, tại một trại tị nạn ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của Hamas, tổ chức được thành lập vào năm 1987. Cuối những năm 1980, ông bị bắt giữ và thừa nhận đã sát hại 12 kẻ tình nghi. Sự việc khiến ông có biệt danh là kẻ đồ tể của Khan Yunis. Ông bị kết án trung thân. Sau hơn hai thập kỷ ngồi tù, ông Yahya Sinwa được thả tự do vào năm 2011 bởi Thủ tướng Benjamin Netanyahu như một phần của cuộc trao đổi binh sĩ Israel bị Hamas giam giữ trong cuộc tấn công qua biên giới. Trở về Gaza, ông Sinwa nhanh chóng bước lên hàng ngũ lãnh đạo của Hamas và nổi tiếng tàn nhẫn. Ông được cho là đứng sau vụ ám sát một chỉ huy hàng đầu khác của Hamas, ông Mahmoud Istegui, vào năm 2016 trong một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ ông Yahya Sinwa trở thành lãnh đạo của Hamas tại Gaza. Ông có quyền kiểm soát lãnh thổ này và làm việc cùng cựu thủ lĩnh Ismail Haniye để liên kết nhóm với Iran và các đồng minh trong khu vực, đồng thời xây dựng khả năng quân sự của nhóm. Tân thủ lĩnh Sinwa được coi là có giọng điệu cứng rắn và ảnh hưởng nội bộ lớn hơn nhiều so với ông Ismail Haniye. Các nhà phân tích cho biết, ông Haniye là bộ mặt ngoại giao của Hamas ở nước ngoài trong khi ông Sinwa kiểm soát các hoạt động trên thực địa và có mối quan hệ chặt chẽ với cánh quân sự của Hamas. Tân thủ lĩnh cũng có quyền phủ quyết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào mà Hamas sẽ đạt được với Israel khi ông kiểm soát các con tin. Israel đã thề sẽ loại bỏ ông Yahya Sinwa.